Cứu hộ thành công một phụ nữ mắc kẹt giữa hai ngôi nhà suốt 4 tiếng đồng hồ, không ai biết. Ngày mùng 7 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo của người dân về trường hợp một phụ nữ bị tai nạn, mắc kẹt tại khu vực khoảng trống giữa hai ngôi nhà trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều 3 xe chuyên dụng và gần 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác định nạn nhân là bà Lương Thị Bích Hồng, sinh năm 1960, sống tại ngôi nhà trên đường Trần Khánh Dư, phường Tiền Phong. Nạn nhân bị ngã và mắc kẹt tại khoảng trống giữa hai ngôi nhà từ lúc 14 giờ đến 18 giờ cùng ngày mới được người dân phát hiện. Sau khi xác nhận tình trạng nạn nhân vẫn tỉnh táo nhưng tâm lý hoảng loạn. Cán bộ chiến sĩ đã chấn an tinh thần, sau đó triển khai thành công biện pháp cứu nạn cứu hộ. Đến 19 giờ 4 phút, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra khu vực an toàn, tổ chức sơ cứu, bàn giao cho lực lượng y tế và gia đình. Hiện tại, nạn nhân sức khỏe đã cơ bản ổn định, không có chấn thương nặng. Trước đó, một sự cố tương tự cũng đã từng diễn ra tại vị trí khoảng hở giữa hai căn nhà số 105 và 107 đường Ngô Quyền, phương 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2023. Thời điểm này, một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Thanh Hoa, sinh năm 1991 ở tầng mái căn nhà 4 tầng số 107, bất cẩn rơi vào khoảng hở rộng 35 cm giữa hai căn nhà, nạn nhân hoảng loạn là hét cầu cứu. Người nhà tìm mọi cách để đưa nạn nhân ra ngoài bất thành nên gọi điện cho đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp. Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường do tìm và giải cứu nạn nhân. Các chiến sĩ cứu hộ dùng lời lẽ chấn an để nạn nhân bình tĩnh. Tiếp đó, tổ công tác đã dùng máy banh thủy lực phá vỡ một vị trí ở tầng 3 của căn nhà, sau đó sử dụng dây cứu hộ tiếp cận nạn nhân. Sau 30 phút, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Nạn nhân bị xây sát nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn nên được chuyển vào Trung tâm Y tế phường 6, quận 10 để kiểm tra sức khỏe. Theo chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 10, trường hợp của chị Hoa rất hy hữu khi kẹt trong khe hẹp rộng 20 đến 30 cm. Nạn nhân sống sót, nạn nhân sống sót do trước đó mang nón bảo hiểm, không bị chấn thương vùng đầu, vị trí rơi xuống cách mặt đất gần 10 m nên người phụ nữ không bị chấn thương nặng. Điều may mắn nhất là nạn nhân mang điện thoại liên lạc để cứu hộ kịp thời, còn để kéo dài, rất nguy hiểm đến tính mạng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định xử phạt lái xe ô tô con đi ngược chiều 2 km trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang với mức phạt tiền sẽ từ 16 đến 18 triệu đồng, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện clip một ô tô con gắn biển số 20A23743 đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Trong clip, xe con chạy ngược chiều ở làn tốc độ cao, khiến các xe đang lưu thông phải giảm tốc độ, đánh lái, nháy đèn cảnh báo để tránh xảy ra va chạm. Có phản ánh trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương vào cuộc xác minh xử lý. Cơ quan chức năng đã xác định được chủ xe ô tô đi ngược chiều là người đàn ông, chú tài xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Lực lượng chức năng sau đó đã làm việc với chủ xe, đồng thời là lái xe. Người này khai nhận do không biết đường, không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều khoảng 2 km trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang. <laughs> Hôm qua ngày 7 tháng 5, lãnh đạo công an tỉnh Nam Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 bị can trong đường dây sản xuất phát tán mã độc trên không gian mạng nhằm mục đích đánh cắp tài khoản cá nhân, dữ liệu của người dùng trên địa bàn toàn quốc và các quốc gia trên thế giới. Theo đó, Đặng Đình Sơn sinh năm 1993 và 19 bị can bị khởi tố về các tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Điều tra cho thấy Đặng Đình Sơn mua nguồn mã độc có chức năng đánh cắp thông tin tài khoản người dùng Facebook trên một diễn đàn với giá 30 triệu đồng. Kết quả giám định từ Cục An toàn Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết các mẫu từ nhóm của Sơn phát tán có chứa tập tin mã độc. Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã chiếm quyền khoảng 25.000 tài khoản Business Manager trên Facebook có giá trị cao của cá nhân doanh nghiệp trong nước và các quốc gia trên thế giới, thu lợi bất chính khoảng 90 tỷ đồng. Theo khảo sát được thực hiện mới đây cho thấy, số người được hỏi ở Việt Nam cảm thấy rất hài lòng về vị trí việc làm hiện tại của họ có tỷ lệ thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, trong báo cáo tìm kiếm ý nghĩa trong công việc, phân tích ý kiến phản hồi của 2.023 người tham gia từ 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó 274 người đến từ Việt Nam, khi được hỏi về tìm kiếm một công việc mới, 40% số người được hỏi ở Việt Nam xác định mức lương và sự ổn định trong công việc là ưu tiên hàng đầu. Một phần ba số người được hỏi đánh giá cao sự thăng tiến nghề nghiệp và phát triển cá nhân. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng 99% số người được hỏi ở Việt Nam cho biết việc tìm thấy ý nghĩa trong công việc thực sự quan trọng đối với họ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 11% số người được hỏi cảm thấy rất hài lòng về mức độ ý nghĩa mà vị trí việc làm hiện tại của họ đem lại, tỷ lệ thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, trên bình diện khu vực, 98% người tham gia khảo sát từ 6 quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Philippines Indonesia, Việt Nam và Thái Lan cho biết việc tìm thấy ý nghĩa trong công việc thực sự quan trọng đối với họ. Chỉ một phần năm, tức 21% số người được hỏi ở Đông Nam Á cho biết họ hiện cảm thấy rất hài lòng với mức độ ý nghĩa mà công việc hiện tại của họ đem lại. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu 7 UBND các tỉnh, thành phố An Giang, Cần Thơ, Đắk Nông, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương trình Hội đồng Nhân dân cung cấp ban hành nghị quyết về miễn, giảm phí, lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Đồng thời cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi số trước ngày 10 tháng 5, đảm bảo hoạt động mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả. Liên quan tới nội dung này, các bộ cơ quan địa phương cũng được giao tiến hành tổng giả soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, an ninh cho người dân đối với các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý, theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông, địa lực xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12 năm 2024, tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động. Thủ tướng ra Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để bảo đảm chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc tăng ít nhất 5 bậc và chỉ số an toàn an ninh mạng theo đánh giá của Liên minh Viễn thông Quốc tế thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu. Còn Bộ Công an đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của đề án 06 trong tháng 5 năm 2024, thực hiện sơ kết phổ biến kinh nghiệm triển khai đề án 06 cho các bộ ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng đề án chuyển đổi số của Bộ, Cơ quan địa phương nhân rộng mô hình triển khai đề án 06 trên toàn quốc.